quay 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 anh ơi, bọn em quay một cái video thôi. Em cảm ơn anh nhé. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Quang Anh Vlog đây. Mình là Nguyễn Đức Lam đây. Mình Công Cậu đây. Vâng, và xin giới thiệu với tất cả các bạn. Đây là ba anh em gọi là bắt đầu hợp tác vào cùng nhau làm YouTube. Đó, thì ngày hôm nay là anh em ở nhà đang nghĩ ra một ý tưởng. Đấy, đi chôn chôn đường phố. Lấy kim châm và đi. Châm vào đâu? Châm vào bóng bay. À, bóng bay đây. Đấy, châm vào bóng bay để đít xe à. Đấy, gọi là mình châm giả châm vờ nổ. Giả vờ nổ lốp xe để xem phản ứng của người đi đường thế nào và phản ứng của chủ xe thế nào. Anh em hiểu không? Mà không biết là làm cái trò này không biết có bị đánh không? Bị đánh phải chịu biết nào. Đấy anh em ạ. Bây giờ chúng tôi sẽ chọc vào đít xe của người ta. Không biết là ba anh em có chọc vào đít người ta không? Hay là chọc vào đít xe? Chọc vào đít xe. Không biết người ta có đuổi anh em tỏ lò quá. Đánh phải chịu biết làm nào. Thôi, anh em cùng chờ đón màn clip của anh em chúng tôi nhá. Bây giờ ngày hôm nay chúng tôi sẽ làm liều một lần luôn. Anh em nghe thử nhá. Ai ạ? À? Nào mày. Ơ, chưa ăn cơm mà. Đưa. Mày nào mà không nổi à? Ai thấy chưa? Anh em thấy chưa? Đấy, phải làm như thế rồi xong rồi tí sẽ bị đánh sấp mặt. Ok. Bây giờ anh em cùng đón xem clip. Bây giờ anh em mình sẽ đi ra kia và làm thực hiện luôn cho nóng nha anh em nhá. Anh em sẽ đi thực hiện. Anh em đón theo. Anh em cùng đi. Đấy các bạn, bây giờ mình sẽ chôn cái bạn gái đang ngồi ở kia không để ý anh ạ. Bây giờ xem ra xem phản ứng của bạn ấy thế nào nhé. Anh ơi, bọn em quay một cái video thôi. Em cảm ơn anh nhé. Em cảm ơn anh. Tít chân đỏ. Ôi chị ơi, chị ơi, chị ơi. Em quay video trôn chị ạ. Ôi em quay video trôn chị, làm nóng thế. Ôi ok. Chả qua anh em ạ. Chả qua ai đấy. Anh ơi, bỏ có ông đang ngủ cơ. Tao là ai? Đâu ở đấy? Mình tại sao lại ở tình cảnh như thế này?